Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thứ 6 ngày 5 tháng 7 năm 2019, cửa hàng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương vừa về một chiếc xe Toyota Innova 2.0e sản xuất 2015. Chiếc xe này đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 525 triệu. Vậy hôm nay em xin phép được quay chi tiết tổng thành của chiếc xe. Các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương theo hotline 0855 966 966 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp, và sẽ được ưu đãi cái giá tốt nhất tại Dũng Audi ạ. Đây là tổng thành ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe có màu vàng cát, xe sơn vỏ đang còn 95%, cực đẹp luôn. Sơn vỏ và bốn lốp đang còn 95%. Dòng 2015 này thì nó thiết kế theo một cái form mới, form rất là đẹp. Phần ấn tượng nhất của chiếc xe này là cái phần đuôi và cái phần đầu thiết kế khác hoàn toàn với so với cái đời cũ, tạo ra cái cảm giác cái xe nó khỏe khoắn và nó mạnh mẽ. Chiếc xe này được chủ nhân trang bị camera lùi đây. Đây là đèn hậu được thiết kế xi nhan khá đẹp, thiết kế cái đường viền. Toyota Innova 2.0e sản xuất 2015. Chiếc xe này đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 525 triệu. Quý anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi theo hotline 0855 966 966 để hỗ trợ tư vấn và được ưu đãi cái giá tốt nhất. Chiếc xe này đang có giá chào bán là 525 triệu nhé. Đây là tổng thành của chiếc xe. Đây là cái phần form dáng phía ngoài, sơn vỏ phía ngoài. Xe đang còn rất là đẹp, keo chỉ zin 100%, máy móc nguyên bản, đi cực sướng, gầm bệ chắc. Bốn lốp đang còn 95%. Đây. Bốn lốp đang còn 95% đây. Lốp đang còn 95%. Sơn vỏ thì không phải bàn về độ đẹp của chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần nội thất. Nội thất con này thì nó cũng có cái tông màu vàng. Vàng và nội thất nhìn nó sáng xe. Đấy. Tắp lô tắp ly gần như là mới. Keo chỉ zin 100%, cột kèo 100%. Đấy. Keo chỉ cột kèo là zin 100%. Ghế đã được bọc da. Trần nỉ nguyên bản. Đấy, trần nỉ đây. Cực đẹp luôn. Đây là hàng ghế lái, hàng ghế sau. Hàng ghế giữa, xin lỗi các bạn.
sơn vỏ mỏng tang các bạn nhé. Đây là lốp phía sau bên phụ này, lốp đang còn 95%, các bạn có thể đi rất là lâu nữa. Thì mình sẽ đi vào cái phần hàng ghế sau cùng, hàng ghế sau cùng đây. Đấy. Đây là cái phần để chân, để ghế. Xe cực đẹp, sạch sẽ, thơm tho. Trần nỉ nguyên bản. Ba vùng điều hòa. Đấy. Các bạn có thấy ba vùng điều hòa không? Cái hàng ghế phía sau mình ngồi cũng có vùng điều hòa, xong nó mát. Không nóng như dòng đời cũ, nó không có cái vùng điều hòa phía sau này. Keo chỉ cột kèo là zin 100%. Nội thất tươi sáng, sạch sẽ. Toyota Innova sản xuất 2015 đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 525 triệu. Quý vị và các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi theo hotline 0855 966 966 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ nhân viên Dũng Audi để được nhận được cái giá ưu đãi nhất của Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần máy của chiếc xe. Em sẽ đi vào cái phần máy của chiếc xe. Đây là phần cabo. Keo chỉ zin 100%. Xe này vừa về cho nên máy nó hơi bẩn một tí. Xe máy khô. Đang còn những cái vết sơn của nhà máy. Đấy, vết sơn ốc của nhà máy đấy, các bạn có thể nhìn thấy kỹ không? Keo chỉ cột kèo zin 100%. Máy móc bao tép thoải mái. Máy bao ngon luôn. Vâng. Toyota Innova sản xuất 2015 2.0e đang có giá chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương là 525 triệu. Quý anh chị và các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương theo hotline 0855 966 966 để được hỗ trợ tư vấn và nhận được cái giá ưu đãi nhất tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Bây giờ em sẽ xin phép kết thúc video chi tiết clip về chiếc xe Toyota Innova 2.0e sản xuất 2015. Xin kính chào quý anh chị và các bạn.